Ly mến chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Ly thèm bún cá nên Ly vào bếp nấu một nồi bún cá cho cả nhà Ly và Ly ăn luôn. Giờ Ly cũng mời các anh chị và các bạn cùng vào bếp với Ly để làm cho gia đình mình một món ăn, đó là bún cá. Thì ở đây Ly có một ít cà chua thơm, rồi rau cần Ly đã rửa sạch và cắt nhỏ ra như thế này nè. Cà chua cũng vậy, Ly sắc ra làm tư. Thơm thì Ly sắc ra từng miếng như thế này. Ly có một ít nước mắm, rồi một ít tỏi băm, để chút nữa Ly phi cho nó vàng để mình để lên tô bún cá. Ở đây Ly có một ít đường và muối. Bún cá thì không thể nào thiếu bột me, Ly dùng loại bột me như thế này nè. Rồi Ly cũng có một ít cá như là cá bông lau, rồi cá phi lê. Bây giờ Ly sẽ đem cá đi luộc sơ lên cho nó đừng có tanh ha. Rồi sau đó mình sẽ nấu một nồi bún cá nha. Và đây là cá Ly đã nấu nước sôi lên trụng sơ cho nó hết cái tanh, cái mùi tanh của cá. Và đây là gói bún khô. Bây giờ Ly đem đi luộc. Ly đang luộc bún nè. Đợi bún mềm xong rồi Ly sẽ đổ ra, Ly rửa lại nhiều lần cùng bằng nước lạnh. Bún Ly đã luộc xong rồi nè các bạn. Và trên bếp của Ly là một cái nồi, Ly đã bỏ một ít dầu ăn vô, Ly bỏ tỏi vô, Ly phi lên cho nó vàng thơm như vậy. Rồi Ly sẽ lấy một ít tỏi ra. Còn lại một ít Ly sẽ bỏ cà chua và thơm lên Ly xào. Sẽ bỏ vào một ít muối. Thì một ít đường. Cái xào cà chua và thơm. Rồi, bây giờ Ly sẽ bỏ một ít bột me vô ha. Bột me nó còn chua. Đi cho nước vô. Mình vớt cái bột nó ra. Bây giờ nước nó sắp sôi rồi nè, mình bỏ gia vị vô mình nêm. Ly sẽ bỏ đường nè. Rồi muối. Mình nêm thử coi nó như thế nào. Đi sẽ bỏ vào một ít nước mắm nữa.
Sau khi nêm nếm vừa ăn rồi Ly sẽ bỏ hết cái cá vô cho cá nó chín. Và bây giờ nước nó đã sôi lên lại rồi nè. Để đi coi cá nó chín chưa, xong mình bỏ rau cần vô hết. Ly thấy cá nó cũng chín rồi nè. Bây giờ Ly bỏ hết cái rau cần vô. Trời, bây giờ mình lấy một tô bún, mình múc ra tô. Và đây là tô bún cá Ly đã múc ra tô rồi nè các bạn. Ly sẽ cho vào tô một ít tỏi cháy. Trời, nước mắm ớt. Là chúng ta sẽ có một tô bún cá rất là ngon các chị và các bạn xem nè. Ly cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Lily ha. Đừng quên subscribe, đăng ký và like để Ly có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.